thành lập đạo tràng. Kinh văn: Ông A Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, con nhớ lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành quả vô học. Nhưng người tu hành trong thời mạt pháp muốn lập đạo tràng phải kết giới thế nào để hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn? Giảng giải. Sau khi ông A Nan nghe Phật giảng giải, ông nghĩ phải hỏi về cách kết giới và lập đạo tràng. Ông A Nan thưa với Phật: Bạch Thế Tôn, còn nhớ lời dạy từ bi vô thượng của Đức Như Lai, tâm đã khai ngộ, tự biết con đường tu chứng thành quả vô học. Ông A Nan tự biết sẽ trọn nghiệp thành tựu quả vị A La Hán và hơn thế nữa. Nhưng người tu hành trong thời mạt pháp muốn lập đạo tràng phải kết giới thế nào để hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật Thế Tôn? Trong tương lai, vào thời mạt pháp sẽ có người muốn lập đạo tràng. Vậy họ phải làm thế nào để kết giới? Làm thế nào để hợp với quy tắc thanh tịnh của chư Phật? Kinh văn: Phật bảo ông A Nan, nếu người trong đời mạt pháp muốn lập đạo tràng, đầu tiên phải lấy phân con đại lực bạch ngưu ở núi Tuyết Sơn. Con bạch ngưu này chỉ ăn cỏ thơm ngon trong núi, uống nước trong trên núi, do đó phân của nó mịn màng. Lấy phân đó hòa với hương chiên đàn để trát trên nền đất. Giảng giải. Phật Thích Ca Mâu Ni nghe A Nan hỏi về cách kết giới và lập đạo tràng, bảo ông A Nan, nếu người trong đời mạt pháp muốn lập đạo tràng, đầu tiên phải lấy phân con đại lực bạch ngưu ở núi Tuyết Sơn. Con bạch ngưu này chỉ ăn cỏ thơm ngon trong núi, uống nước trong trên núi, do đó phân của nó mịn màng. Lấy phân đó hòa với hương chiên đàn để trát trên nền đất. Phân của con bò ăn cỏ ấy, đem trộn với hương chiên đàn, sau đó trát lên nền đất. Kinh văn: Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân của bạch ngưu hôi bẩn, không trát đất được. Như vậy phải chọn nơi bình nguyên, đào sâu xuống 5 thước, lấy lớp đất vàng. Giảng giải. Nếu không phải ở Tuyết Sơn thì phân của bạch ngưu hôi bẩn. Nếu bạch ngưu không ở tại Tuyết Sơn thì phân của nó hôi bẩn, không thể dùng để trát lên nền đất được. Như vậy, phải chọn nơi bình nguyên, đào sâu xuống 5 thước, lấy lớp đất vàng. Trong trường hợp ấy, ông phải chọn nơi đất bằng, đào sâu xuống 5 thước, lấy đất có sắc vàng trát lên nền. Kinh văn: Lấy 10 thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, huận lục, ức kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt, nghiền thành bột, trộn với đất ấy thành bùn, đoạn trát lên nền đất đạo tràng, mỗi bên 1 trượng 6, thành cái đàn bát giác. Giảng giải. Lấy 10 thứ hương là chiên đàn, trầm thủy, tô hợp, huận lục, ức kim, bạch giao, thanh mộc, linh lăng, cam tùng và kê thiệt. Phải lấy đất vàng trộn với 10 loại hương đó, nghiền thành bột, trộn với đất ấy thành bùn, đoạn trát lên nền đất đạo tràng, mỗi bên 1 trượng 6, thành cái đàn bát giác. Kinh văn: Nơi giữa đàn đặt một hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng, gỗ. Ở giữa hoa để một cái bát, trong bát ấy đựng trước nước xương tháng 8. Trong nước ấy cắm các hoa lá, đoạn lấy 8 cái cương tròn, mỗi cái đặt một phía, chung quanh hoa và bát. Bên ngoài những gương ấy đặt 16 hoa sen, giữa các hoa sen đặt 16 lư hương trang hoàng. Trong lư hương chỉ đốt hương trầm thủy, không để thấy lửa. Giảng giải. Nơi giữa đàn đặt một hoa sen làm bằng vàng, bạc, đồng, gỗ. Ở giữa hoa để một cái bát, trong bát ấy đựng trước nước xương tháng 8. Trong nước ấy cắm các hoa lá. Đoạn lấy 8 cái gương tròn, mỗi cái đặt một phía, chung quanh hoa và bát. Lấy 8 cái gương tròn đặt đúng theo 8 phía, làm thành hình bát giác. Bên ngoài những gương ấy đặt 16 hoa sen, giữa các hoa sen
đặt 16 lư hương trang hoàng. 16 hoa sen và 16 lư hương cùng đặt quanh đàn. Những lư hương trang hoàng để mọi người cùng cảm thấy thích thú, dễ chịu. Trong lư hương chỉ đốt hương trầm thủy, không để thấy lửa. Chỉ duy nhất đốt loại hương ấy và dục và đừng để thấy lửa. Có nghĩa là gương và hoa không thấy được lửa. Nói khác đi, hương đặt bên trong lò sao cho ngọn lửa không thể thấy gương hay hoa. Kinh văn: lấy sữa bạch ngư đựng trong 16 bình, dùng sữa làm bánh nướng, cùng các thứ đường cát, bánh rán, bột sữa, tô hộp, mứt gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ đều 16 bình đặt bên ngoài và quanh vòng hoa sen để cúng dường chư Phật và các đại Bồ Tát. Giảng giải: lấy sữa bạch ngư đựng trong 16 bình, dùng sữa làm bánh nướng, sữa trộn với bột làm bánh. Ngoài ra còn có các thứ đường cát, bánh rán, bột sữa. Loại gạo nấu nhừ với sữa, hương tô hợp, mứt gừng, mật ong, bơ tốt, mật tốt, mỗi thứ đều 16 bình, đặt bên ngoài và quanh vòng hoa sen. Đặt bình trước mỗi hoa sen, tổng cộng 16 bình như vậy để cúng dường chư Phật và các đại Bồ Tát. Kinh văn: trong mỗi thời dùng cơm và vào lúc giữa đêm lấy nửa thang mật và ba cáp bơ, nơi trước đàn để riêng một lư lửa nhỏ, lấy hương lau đầu bà, nấu lấy nước thơm để rửa sạch thang, đốt thang trong lư cho đỏ hồng rồi rót mật bơ vào, đốt cho hết khói, đoạn cúng dường chư Phật Bồ Tát. Giảng giải: trong mỗi thời dùng cơm và vào lúc giữa đêm, thời gian suốt bữa ăn trong ngày và lúc nửa đêm, lấy nửa thang mật và ba cáp bơ, nơi trước đàn để riêng một lư lửa nhỏ, nơi phía trước đàn đặt duy nhất lư lửa, lấy hương lau đầu bàn, nấu lấy nước thơm để rửa sạch thang. Thang trước khi đem đốt phải được rửa sạch bằng nước và có hương thơm. Đốt thang trong lư cho đỏ hồng, lửa đốt trong lư phải mạnh và rất nóng. Rồi rót mật bơ vào, đốt cho hết khói, đoạn cúng dường chư Phật Bồ Tát. Mọi việc xong hết mới dâng cúng Phật Bồ Tát. Điều ấy giống như trong mật giáo, người ta thường đốt cả mật và bơ để cúng dường Phật. Thậm chí họ còn đốt nhiều vật giá trị như vàng, bạc, châu báu cúng dường chư Phật. Kinh văn: nơi bốn phía ngoài treo khắp phướng và hoa, ở trong phòng đàn an trí hình tượng hiện có của mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát trên bốn vách. Giảng giải: nơi bốn phía ngoài treo khắp phướng và hoa, bốn phía ngoài tường là phạm vi vây quanh phòng đàn. Ở trong phòng đàn an trí hình tượng hiện có của mười phương Như Lai và các vị Bồ Tát trên bốn vách. Kinh văn: nên ở chính giữa đặt hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Xúc, Phật Di Đà, các hình tượng đại biến hóa của Quán Thế Âm, lại thêm hình tượng các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát ở hai bên, những tượng của Đế Thích, Phạm Vương, Ô Số, Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Câu Chi và Tứ Thiên Vương, Tần Na Dạ Ca treo ở hai bên cửa. Giảng giải: nên ở chính giữa đặt hình tượng Phật Lô Xá Na, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc, Phật A Xúc, Phật Di Đà, các hình tượng đại biến hóa của Quán Thế Âm. Tỳ Lô Xá Na có nghĩa là tràn khắp các cõi. Bồ Tát Di Lặc là vị Phật tương lai trong thế gian này. Hình tượng Ngài là vị Bồ Tát béo tròn. Phật A Xúc ở phương Đông, Ngài còn có danh hiệu Dược Sư Phật. A Xúc có nghĩa là bất động. Phương Đông thường biến động, nhưng vị Phật ở đây là bất động. A Di Đà có nghĩa là ánh sáng vô cùng, thọ mạng vô lượng. Về sự biến hóa của Đức Quán Âm, bản kinh này cũng đã nói đến.
Đoạn diễn tả Ngài có thể hiện thân có một đầu, có ba đầu, năm đầu, bảy đầu, chín đầu, 11 đầu hoặc 108 đầu. Hoặc diễn tả Ngài có một tay, ba tay, năm tay, bảy tay, chín tay, hoặc nhiều đến 108 tay, 1.000 tay, 10.000 tay hoặc 84.000 tay. Lại thêm hình tượng các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát ở hai bên. Đấy là các thần hộ pháp, thường biểu hiện vẻ mặt rất nghiêm khắc, đáng sợ. Những tượng của Đế Thích, Phạm Vương. Đế Thích là vua tầng trời thứ 33, Ngài là Thượng Đế, hoặc còn gọi là Thiên Chủ. Phạm Vương là Đại Phạm Thiên. Ô Số Sắc Ma, Lam Địa Ca, Quân Trà Lợi, Tỳ Câu Chi. Ô Số Sắc Ma là hỏa đầu kim cang. Lam Địa Ca có mặt xanh và là vị thần hộ pháp. Quân Trà Lợi có nghĩa là điều phục, hoặc còn có hiệu khác là kim cang trí. Tỳ Câu Chi cũng là thần hộ pháp. Sắp bày hình tượng của Tứ Thiên Vương Tần Na Dạ Ca treo ở hai bên cửa. Tần Na Dạ Ca là thần hộ pháp. Vị này đặc biệt xấu và rất dữ tợn. Người Trung Quốc diễn tả có hai hộ pháp, một vị là Binh Na, mình người đầu lợn, một vị là Dê Chia, mình người đầu voi, thân hình rất dài. Người Ấn Độ mô tả thần Tần Na Dạ Ca là thần Ganapata, thân hình người đầu voi. Sự xuất hiện hình dạng kỳ dị, đáng sợ như thế nhằm khiến cho mọi người khiếp sợ mà đối xử nhau cho phải đạo. Nơi cửa của Bồ Đề Đạo Tràng đều có đặt thần hộ vệ. Kinh văn: Lại lấy 8 cái gương treo úp trên không. Mặt gương này đối chiếu với 8 gương trước đã đặt trong đàn tràng, làm cho hình ảnh phản chiếu với nhau nhiều lớp. Giảng giải: Lại lấy 8 cái gương treo úp trên không. Mặt gương này đối chiếu với 8 gương trước đã đặt trong đàn tràng. Làm thế nào để treo được gương trong hư không? Quý vị đều lấy làm lạ, chẳng hạn như ngọn đèn treo trên trần nhà, nhưng làm sao để treo nó lơ lửng như mặt trời? Ở đây chẳng có gì lạ cả, đấy là treo các gương lơ lửng trên không trong phòng. Gương phải đặt sao cho đối diện với các gương khác, làm cho hình ảnh phản chiếu với nhau nhiều lớp. Những hình ảnh sẽ lồng vào nhau, trùng trùng đến vô tận. Kinh văn: Trong tuần 7 ngày đầu, chỉ thành đảnh lễ danh hiệu 10 phương Như Lai, các vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán. Thường trong 6 thời, tụng chú đi quanh đàn, chỉ tâm hành đạo, một thời thường tụng 108 biến. Giảng giải: Trong tuần 7 ngày đầu, chỉ thành đảnh lễ danh hiệu 10 phương Như Lai, các vị Đại Bồ Tát và A-La-Hán. Thường trong 6 thời, tụng chú đi quanh đàn. Chú ở đây là thần chú Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Chỉ tâm hành đạo, một thời thường tụng 108 biến. Chỉ tâm có nghĩa giúp quý vị không nghĩ ngợi gì khác, chỉ duy nhất chú tâm vào chú. Mỗi lần tụng đọc là tụng suốt 108 biến, không dừng nghỉ. Kinh văn: Trong tuần 7 ngày thứ 2, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, tâm không gián đoạn. Trong luật nghi, ta đã chỉ dạy về nguyện. Giảng giải: Trong tuần 7 ngày thứ 2 hành đạo, một mặt chuyên tâm phát nguyện Bồ Tát, quý vị phải thành tâm và chuyên chú đọc 4 lời nguyện của Bồ Tát. 1. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ. 2. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn. 3. Pháp môn vô thượng thệ nguyện học. 4. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Tâm không gián đoạn, tâm không dừng niệm chú Lăng Nghiêm và luôn nhớ lấy 4 điều thệ nguyện. Trong luật nghi, ta đã chỉ dạy về nguyện. Khi nói về giới luật, ta đã dạy thực hành nguyện. Kinh văn: Trong tuần 7 ngày thứ 3, trong suốt 12 thời, một mặt trì chú Bát Đát La, chú của Phật, đến ngày thứ 7 sẽ thấy 10 phương Như Lai nhất thời xuất hiện trong chỗ ánh sáng của các mặt gương giao nhau và được Phật xoa đỉnh.
giảng giải. Trong tuần 7 ngày thứ 3, trong suốt 12 thời, một mặt trì chú Bát Đát La, chú của Phật, tụng đọc thần chú Đại Bạch Tán Cái, tức chú Kinh Lăng Nghiêm của Phật. Đến ngày thứ 7, sẽ thấy 10 phương Như Lai nhất thời xuất hiện. Cùng lúc ấy, chư Phật sẽ bất ngờ xuất hiện tại đạo tràng, trong chỗ ánh sáng của các mặt gương giao nhau và được Phật xoa đỉnh. Quý vị sẽ được các đức Phật trong 10 phương xuất hiện và xoa lên đỉnh đầu. Hình ảnh động tác ấy sẽ hữu hiện trong ánh sáng các mặt gương phản chiếu đến vô cùng tận. Kinh văn: đoạn ở nơi đạo tràng đó tu pháp Tam Ma Địa có thể khiến cho những người tu học như vậy trong thời mạt pháp thân tâm được sáng tỏ và trong sạch như ngọc lưu ly. Giảng giải: đoạn ở nơi đạo tràng đó tu pháp Tam Ma Địa, nơi đạo tràng như miêu tả trên, khi được các Như Lai khắp mười phương hiện đến xoa đỉnh, liền tu pháp Tam Ma Địa, tức quay trở lại tánh nghe để nghe tự tánh, có thể khiến cho những người tu học như vậy trong thời mạt pháp thân tâm được sáng tỏ và trong sạch như ngọc lưu ly. Thân và tâm người ấy sẽ trong suốt như pha lê và sáng lóng lánh. Kinh văn: A Nan, nếu như thầy truyền giới cho vị tỳ kheo ấy, hoặc trong 10 vị tỳ kheo đồng hội có một người giới hạnh không thanh tịnh, thì các đạo tràng như vậy đa phần là không được thành tựu. Giảng giải: A Nan, ông nên biết nếu vị tỳ kheo tu dưỡng và trì chú Lăng Nghiêm không đúng cách, ngay cả vị thầy truyền giới không được thanh tịnh, hoặc vị ấy tu học từ các vị tỳ kheo khác có giới đức không thanh tịnh, vậy pháp hành ấy sẽ không có kết quả, nên đừng thực hiện nếu có những người không thanh tịnh. Có thể họ đã giữ giới và chưa phạm lỗi. Đức Phật đề ra các giới như sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, thì họ phạm tội sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói những lời không chân thật. Trong trường hợp đó, sự lập bồ đề đạo tràng sẽ chẳng thành tựu. Tất cả sự tu dưỡng, mọi lời thần chú đều không có hiệu quả. Do đó, nếu quý vị thực hiện giáo pháp này thấy không được như ý, quý vị đừng nói: tôi hành trì trong đàn suốt 3 tuần, nhưng Phật Thích Ca, các Phật trong 10 phương không đến xoa đỉnh đầu tôi, tôi không thấy các vị ấy, có thể Phật Thích Ca dối tôi. Không phải như vậy, có thể là do tự thân quý vị không thanh tịnh, hoặc một trong ai đó trong số 10 vị truyền giới không được thanh tịnh. Chỉ cần một người không thanh tịnh thì tất cả đều bất thành. Đây là điều chúng ta nên hết sức chú ý. Kinh văn: từ sau 3 tuần 7 ngày ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua 100 ngày, người có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi liền được quả Tu Đà Hoàng. Mặc dù thâm tâm thánh quả chưa thành, nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật không sai khác. Giảng giải: từ sau 3 tuần 7 ngày ngồi nghiêm chỉnh an cư, trải qua 100 ngày. Việc ngồi thiền không giống như một số người. Họ ngồi được 2 tiếng đồng hồ và xem đó là kỳ công, tự cho là mình đã hơn được nhiều người. Thực ra, điều ấy có thể ví như chú mèo con đấu sức cùng sư tử vậy. Ngồi nghiêm chỉnh có nghĩa là không nghiêng trái, phải, cũng chẳng phải cúi về phía trước, ngã ra sau hoặc duỗi dài chân. Đấy không phải là ngồi yên và lo nghĩ: ôi, chân tôi tê quá. Ngồi trải qua có nghĩa là không nghĩ tưởng gì khác. Ngồi 100 ngày là không đi ăn, cũng chẳng tự thư giãn, tự làm cho mình dễ chịu. Đơn giản chỉ là ngồi 100 ngày. Người có lợi căn không rời khỏi chỗ ngồi liền được quả Tu Đà Hoàng. Người thông minh và có lợi căn sẽ ngồi 100 ngày, chắc chắn người đó sẽ được thánh quả thứ nhất của A-La-Hán. Ngày nay, quý vị không thể ngồi được trọn ngày, tuy vậy cũng có người nghĩ mình sẽ đạt được thánh quả. Thật là buồn cười. Quý vị phải có khả năng ngồi trong 100 ngày mới có được kết quả. Mặc dù thâm tâm thánh quả chưa thành, nhưng đã quyết định tự biết sẽ thành Phật không sai khác. Trong hiện tại,
họ chưa chứng được quả vị vô học, nhưng tin chắc mình sẽ thành Phật. Kinh văn: ông hỏi đạo tràng thì cách thành lập là như vậy. Giảng giải: cách thức dựng lập đạo tràng là vậy.